tháng 6 này, một cuộc chiến bất phân thắng bại sẽ diễn ra, cùng chinh phục đỉnh cao danh vọng MDRT đấu trường ngoại hạng 2021. Quảng Bình, đội nhóm điên cuồng bất chấp, và phố nối biệt đội siêu Việt. Quảng Bình, tại sao là điên cuồng bất chấp? Chúng tôi bứt phá, vượt qua mọi giới hạn. Chúng tôi muốn trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi là văn phòng đạt doanh thu triệu đô trên một tháng kinh doanh. Phố nối biệt đội siêu Việt nói gì? Chúng tôi biệt đội siêu có lửa, siêu Việt bắt đuổi mục tiêu. Chúng tôi muốn sắc thanh cùng nhau. Anh là phố nối sẵn sàng đương đầu với thanh thức. Thế nhưng biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Với tinh thần cao hơn, phố nối được gặp những con người đẳng cấp hơn. Đó là riêng của mình, là một trong những nơi xuất ra rất nhiều tinh hoa, đó là các MDRT. Phố nối là một đối thủ rất là mạnh mẽ. Năm 2020, văn phòng của mình có 12 MDRT. Trong lúc đó, văn phòng phố nối 20 MDRT. Chiến lược điên cuồng bất chấp của GA Quảng Bình nghe thôi đã thấy hãi rồi. Chúng tôi tận dụng công nghệ, tăng cường sự kết nối, lan tỏa yêu thương. Tôi đam mê gặp gỡ khách hàng đều đặn hàng ngày, luôn thật tính cùng nhau thành công, hỗ trợ bằng tinh thần, cho đi không tính toán. Giết. Chúng tôi rất tự hào khi có một giám đốc dự án MDRT vừa trẻ trung, xinh đẹp, năng lượng, có nhiều chiến lược thông minh. Trong vòng 88 ngày tôi đã đạt danh hiệu MDRT. Bí quyết đơn giản của tôi đó là chịu khó, kiên trì và chăm sóc khách hàng. Các hoạt động như tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cũng như các buổi hội thảo online để gắn kết các thành viên trong nhóm cũng như tạo cơ hội để tiếp cận khách hàng, nâng cao tỷ lệ chốt hợp đồng thành công. Một khi đã quyết tâm, họ dành bao nhiêu tâm huyết để thực hiện. Chúng tôi chấp nhận. Quảng Bình có thể mạnh, phố nối chắc chắn chiến thắng. Quảng Bình quyết tâm đồng hành, đoàn kết hỗ trợ chiến thắng. Tiếp tục hành trình giúp cho người dân Việt sống lâu hơn, khỏe hơn và hạnh phúc hơn. Các chuyên viên tài chính xuất sắc của AA Quảng Bình và phố nối không ngừng nỗ lực mỗi ngày vì màu cờ sắc áo. Đội nào sẽ bước lên đỉnh vinh quang MDRT của đấu trường ngoại hạng? Hãy cùng chờ xem.